Trong không khí toàn ngành công thương phấn khởi hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành công thương Việt Nam 14 tháng 5 năm 1951 14 tháng 5 năm 2021. Mới đây Bộ Công thương đã tổ chức lễ trao tặng huân chương lao động cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công thương phát biểu tại buổi lễ ủy viên bộ chính trị trưởng ban kinh tế trung ương bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh khẳng định huân chương được trao tặng cho các đồng chí nguyên lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công thương là sự ghi nhận của đảng và nhà nước đối với những công hiến to lớn trong thời gian qua góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc nói chung và của ngành công thương nói riêng đây không những là niềm vinh dự, tự hào của riêng các đồng chí, mà còn là nguồn động viên đối với cán bộ, công chức, người lao động ngành công thương, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức vào quá trình xây dựng và phát triển ngành công thương, đưa Việt Nam thành một nước phát triển theo mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra. Theo trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công Thương, mục tiêu tổng quát ngành công thương đặt ra năm 2021 và thời gian tới là tập trung củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả, thực chất hơn các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2021 tăng 6,5%.